kính chào quý vị Trân trọng kính mời quý vị nghe Cựu chiến sĩ thủy quân lục chiến Trần Ngọc Toàn khóa 16 Trường võ bị quốc gia Việt Nam Kể về mặt trận bình giả Thưa quý vị Vì ông Trần Ngọc Toàn Viết hai bài đều liên quan đến trận bình giả này cho nên Trước hết tôi xin mời quý vị nghe bài viết với tiêu đề Mặt trận bình giả và thứ hai là tiêu đề Trận bình giả năm 1964 với những chi tiết bổ sung cho nhau. Trân trọng kính mời. Sau hai tuần lễ dưỡng quân ở hậu cứ Vũng Tàu, Tiểu đoàn 4 thủy quân lực chiến được lệnh từ bộ tổng tham mưu di chuyển lên Dĩ An, Biên Hòa làm lực lượng ứng chiến trừ bị cho quân đoàn 3. Vào giữa năm 1964, do những bất ổn chính trị ở miền Nam, thiếu tá Nguyễn Văn Nho được bổ nhiệm chức vụ tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 4 thủy quân lục chiến. Đại úy Trần Văn Hoán, nguyên đại đội trưởng đại đội 2 của tiểu đoàn 4 được đề nghị giữ chức vụ tiểu đoàn phó. Tại căn cứ Dĩ An, phái bộ cố vấn thủy quân lục chiến Hoa Kỳ đã đưa thiếu tá L xuống đơn vị làm cố vấn trưởng với phụ tá là Trung úy Brady, vừa tốt nghiệp khóa sĩ quan căn bản tiểu quân lục chiến Mỹ ở Quantico. Với không khí thời bình, vương lại như thời đệ nhất Cộng hòa Tiểu đoàn trưởng đã quyết định cấp phép thường niên cho một số sĩ quan, hạ sĩ quan và binh sĩ của đơn vị. Nằm ứng chiến có nghĩa là tiểu đoàn phải được cấm trại 100% trong căn cứ. Tuy nhiên, theo thói quen, một số sĩ quan, hạ sĩ quan và binh sĩ cũng lẻn ra phố Thủ Đức và Sài Gòn. Có lệnh gì đi nữa, thông thường cũng phải đến ngày hôm sau, đơn vị mới lên đường hành quân. Chỉ một ngày sau khi cấp phép nghỉ, tiểu đoàn 4 tiểu quân lục chiến được lệnh lên xe cấp tốc và Bình Giả thuộc tỉnh Bà Rịa nhằm phản công khi Việt Cộng đột ngột phục kích chi đoàn thiết giáp ở Bình Ba, trên liên tỉnh Lộ 15, nối liền Phước Tuy và Long Khánh. Cuộc trực tăng vận đã diễn ra suốt từ sáng sớm đến tờ mờ tối mới hoàn tất. Mỗi đợt chuyển vận chỉ đủ cho một đại đội không có phản ứng gì của Việt Cộng được ghi nhận. Sau khi gom quân, chỉnh đốn đội hình, tiểu đoàn 4 tiến về hướng Bình Ba, khi đơn vị chuyển quân ngang làm Bình Giả. dân chúng đã đốt đuốc, cầm đèn rọi sáng hai bên đường. Họ vừa chào hỏi, vừa biếu trái cây, kẹo bánh cho binh sĩ, khiến ai cũng nức lòng hăng hái, tiến lên mặt trận. Dù trời đã sụp tối hẳn, ra khỏi làng đến lúc gặp liên tỉnh lộ đơn vị chuyển hướng về phía tỉnh lỵ phước tuy với đội hình giang rộng vào hai bên cánh đường cao su bỏ phế vì mất an ninh thêm một giờ đồng hồ di hành trong bóng đêm tiểu đoàn trưởng đã quyết định dừng quân bố trí phòng thủ qua đêm giữa vườn cao su không có dấu hiệu xuất hiện của quân việt cộng suốt đêm hôm ấy rạng sáng sớm Tiểu đoàn 4 thì có lục chiến tiếp tục mở đường về phía nam. Chỉ đi thêm vài cây số đường, đơn vị đã phát giác ra vị trí chi đoàn thiết giáp bản bị phục kích ngày hôm trước khi toán quân đầu thấy xác các thiết vận xa M113 nằm trơ trụi ở ven đường bên vườn cao su. Việt Cộng đã tháo gỡ các khẩu súng nặng trên xe thiết giáp tử thi của quân bản bị họ lột cả quần áo và giày cùng với vũ khí cá nhân còn nằm la liệt trên trận địa. Phảng phất chung quanh vẫn còn mùi thuốc súng, mùi cháy khét lẹt. Tiểu đoàn 4 đã dừng quân bố trí và cho người thu lượm xác quân bản đem ra về đường chờ xe chuyển về Phước Tuy. Mãi đến xế trưa hôm ấy, tiểu đoàn 4 tiếp tục mở đường về Phước Tuy để truy lùng việt cậu địch quân dường như đã rút khá xa như con thú dữ đã no mồi ngày kế tiếp tiểu đoàn 4 được lệnh di chuyển mở đường phía bắc quốc lộ số 4 từ phước tuy về long thành hoàn toàn không có dấu vết hoạt động của địch tại long thành đơn vị đã được lệnh càn quét về phía nam giáp rừng sát ngập nước ở mục tiêu, tiểu đoàn 4 chỉ chạm súng nhẹ với quân du kích lẻ tẻ. Ngày hôm sau, đơn vị được di chuyển bằng xe vận tải JMC về lại căn cứ Dĩ An. Mỗi ngày, tiểu đoàn 4 phối trí một đại đội bộ binh lên phi trường Biên Hòa nằm ứng chiến tại chỗ cho quân đoàn bà. Trong khi đó, tại Sài Gòn hơn một năm sau ngày quân đội đảo tránh Tổng thống Ngô Đình Diệm, không khí chuẩn bị đón đêm Giáng sinh và Tết Dương Lịch đang tưng bừng náo nhiệt. Các phòng trà ca nhạc và vũ trường đã được mở cửa lại. Các tướng lãnh cầm quyền còn đang say men chiến thắng sau ngày lật đổ vị Tổng Tư lệnh. Đột nhiên ngày 31 tháng 12 năm 1964, Tiểu đoàn 4 thì quân lục chiến là đơn vị trừ bị cuối cùng của quân đoàn 3 được lệnh cấp tốc chuyển quân lên phi trường Biên Hòa. Tại đây, phi đoàn trực thăng Hoa Kỳ đã sẵn sàng chờ trên phi đảo. Lại một lần nữa, mỗi đợt trực thăng khi chờ được một đại đội tác chiến của tiểu đoàn 4. Từ phi trường Biên Hòa đến điểm đổ quân ở làng Bình Giả, trực thăng phải bay mất một tiếng đồng hồ trong một chuyến đi. Đại đội 1 của tiểu đoàn 4 do Trung úy Trần Ngọc Toàn chỉ huy được giao phó đáp chuyến bay đầu để lập đầu cầu trực thăng vận và bảo vệ bãi đáp. Trước đấy, vào ngày 30 tháng 12 năm 1964, tiểu đoàn 30 biệt động quân được đổ trực thăng vào trận địa Bình Già sau khi chi phu bình ba cấp báo lên cấp trên là Việt Cộng đã xua quân và chiếm đóng trọn làng bình giả. Đây là một ấp chiến lược kiểu mẫu được xây dựng hai bên một trục lộ trải đá trên hướng trục đông tây nối liền bình ba với khu rừng cao su quảng giao và làng xuyên sơn làng bình giả trải ra theo hình chữ nhật với bề ngang khoảng bốn trăm thước tây và chiều dài độ một cây số với ngôi nhà thờ chính nằm ở khoảng giữa. Dân chúng gồm hầu hết là giáo dân di cư từ Thanh Hóa, Nghệ Tĩnh vào Nam năm 1954. Để chống lại cuộc hành quân trực thăng vận, Việt Cộng đã đào hầm chu đáo ở ven rừng giáp với quảng đất trống ngoài chu vi phòng thủ của làng Bình Giả. Vòng đất trống khai quanh, quanh làng nhằm tránh địch xâm nhập và tiếp tục chu vi phòng thủ với hàng rào kẽm gai, với bụi cây mắc cỡ răng mắt và bãi gài mìn lựu đạn. Trực thăng vừa cất cánh rời bãi đáp, từ đoàn 30, biệt động quân đã bị hỏa lực rất mạnh của Việt Cộng từ các hầm hố áp đảo gây thương vong nặng nề. Lực lượng biệt động quân vừa chống trả vừa mở đường vào làng, nhờ dân chúng trong làng trợ giúp bị động quân rút được vào ngôi nhà thờ chính. Họ cố thủ trước lực lượng của Việt Cộng bao vây bốn bề. Một số dân đã thu lượm vũ khí đạn dược của lính biệt động quân bị tử thương và kéo những người bị thương vào giấu trong nhà họ. Quân số của tiểu đoàn 30 biệt động quân chỉ còn hơn 100 người. Tiểu đoàn trưởng và viên sĩ quan cố vấn bị thương nặng. Ngày kế tiếp, tiểu đoàn 38 biệt động quân đã được trực thăng vận xuống khoảng đất trống phía tây nam của Bình Giả. Cuộc đổ quân không gặp sức phản kích của Việt Cộng, nhưng trọn ngày tiểu đoàn 38 biệt động quân không phá thủng được tuyến phòng thủ của địch quân để bắt tay được với các binh sĩ còn lại của tiểu đoàn 30. Khi đại đội 1 của tiểu đoàn 4 thủy quân lục chiến nhảy xuống từ trực thăng ở bãi đáp phía tây bắc của làng Bình Giả, một vài thanh niên trong làng đã tìm đến bắt liên lạc và tình nguyện dẫn quân xuyên qua bãi mìn an toàn. Dù vậy, vị sĩ quan đại đội trưởng đại đội 1 cũng cẩn trọng không thúc quân lên, ra lệnh đơn vị bố trí giữ an ninh bãi đáp cho quân số tiểu đoàn còn lại. Khi bộ chỉ huy tiểu đoàn đã đổ bộ, thiếu tá nho phái trung úy Phil Brady, phụ tá cố vấn lên gặp đại đội trưởng đại đội 1 để chuyển lệnh tiến quân vào mục tiêu. Đội hình tấn công của đại đội đã tỏa rộng và tiến thẳng về hướng nóc nhà thờ để giải vây quân bạn. Không đầy nửa tiếng đồng hồ sau, cánh quân đầu của tiểu đoàn 4 tiểu quân lực chiến đã bắt tay được với cả tiểu đoàn 30 và 38 bị động quân đã phối hợp xua quân giải tỏa địch quân ra khỏi làng bình giả dân làng đã bất kể hiểm nguy xong ra tiếp tay với quân đội đến xế chiều hôm ấy làng bình giả được giải tỏa hơn một trăm tay sống sống sót của biệt động quân đều mang thương tích trên người sau hai ngày chống cự với quân số vị cộng đông gấp ba bốn lần ai cũng công nhận tiểu đoàn 30 mươi biệt động quân còn sống sót là nhờ vào sự che chở và tiếp tay của dân chúng làng bình giả. Khuya hôm ấy, Việt Cộng quay trở lại mở cuộc tấn công vào phía đông nam của làng. Dân chúng phát hiện được đã nổi chiên khua trống báo động lên trời. Sau đó, lực lượng đột kích của Việt Cộng bị đẩy lui bởi cuộc phòng ngự của quân đội và sự yểm trợ của trực thăng võ trang Hoa Kỳ bay lên từ phi trường Vũng Tàu. Dưới sự điều động của thiếu tá L. là viên sĩ quan cố vấn trưởng. Rạng sáng ngày 31 tháng 12 năm 1964, từ Sài Gòn, phái bộ cố vấn trưởng quân lực chiến Hoa Kỳ đưa đến tiểu đoàn 4 một sĩ quan và ba hạ sĩ quan Mỹ với nhiệm vụ quan sát chiến trường Việt Nam. Họ đến từ sư đoàn 3 trưởng quân lực chiến đồn trú tại Okinawa, Nhật Bản. Đại úy Cook, nguyên là sĩ quan truyền tin, đã được phái đến đại đội 1 do Trung úy Trần Ngọc Toàn chỉ huy. Đồng thời tin ở trên cho biết, đêm hôm trước, trong khi truy kích địch quân rút lui, một chiếc trực thăng võ trang của Hoa Kỳ đã bị bắn rơi trong rừng cao su Quảng Giao bên cạnh làng Xuyên Sơn lệnh từ quân đoàn 3 đưa xuống. Tiểu đoàn 4 hành quân vào trận địa tìm xác chiếc trực thăng với phi hành đoàn gồm bốn người Mỹ đã tử thương như tin tức ghi nhận. Mặc dù hôm trước vị linh mục của làng đã cho biết quân số Việt Cộng lên đến cả trung đoàn khi tiến chiếm Bình Già. Sau này được biết đó là trung đoàn tân lập Q276 tiểu đoàn trưởng Nguyễn Văn Nho đã ra lệnh cho đại đội 2 do Trung úy Đỗ Hưu Tùng chỉ huy tiến quân vào Quảng Giao. Khoảng cách đường chim bay từ làng Bình Giả đến Quảng Giao độ chừng hai cây số với rừng thưa, đồi thấp và vườn cao su già bỏ hoang. Đại đội 2 với quân số khoảng 120 người mở đường vào mục tiêu khoảng một tiếng đồng hồ sau trên hệ thống máy vô tuyến IMPRC-10. Trung Ý Tùng báo cáo đã thấy xác chiếc trực thăng bị bắn rơi và cả bốn tử thi người Mỹ. Tức thời, từ phía mục tiêu tiến súng nổ ran, xen lẫn với liệu đạn và đạn pháo ầm ĩ vang vọng và làm bình giải. Đại đội trưởng đại đội một tức tốc ra quân sau khi gặp người sĩ quan bạn đồng khóa ở trường Võ Bị là Trung úy Nguyễn Đằng Tống, đại đội trưởng đại đội 4. Họ quyết định cùng nhau lên đường tiếp cứu quân bản. Trong khi chưa có lệnh hành quân của tiểu đoàn trưởng ban ra chính thức. Với hai đại đội mở rộng hai bên trục lộ rải đá, từ binh Giả đến Quang Giao và đại đội 3 làm trừ bị. Tiểu đoàn 4 thì có lực chiến xù quân lên trận địa để đề phòng chiến thuật công đồn đả viện của Việt Cộng. Hai đại đội tiền phong của tiểu đoàn 4 đã mở rộng hơn cánh quân lục soát vào sâu trong rừng hai bên trục lộ. Bộ chỉ huy tiểu đoàn và đại đội chỉ huy di chuyển ở đoạn giữa. Đại đội 3 do thiếu úy Nguyễn Văn Huệ bọc hậu làm trừ bị. Nửa đường tiến quân, đại đội 1 gặp cánh quân của đại đội 2 đang rút lui từ rừng cao su Quảng Giao trở ra. Một số binh sĩ của đại đội 2 tình nguyện hướng dẫn vào nơi chạm súng để thu hồi xác chết đồng đội và phi hành đoàn Hoa Kỳ. Trung úy Tùng cho biết quân số của Việt Cộng rất đông và có cả một số mặc quân phục chính quy của quân đội Cộng sản Bắc Việt. Họ dùng cả pháo binh bắn vào trước khi bộ đội xung phong. Như vậy, lần đầu tiên trên chiến trường Việt Nam, Việt Động đã tập trung lên đến cấp trung đoàn để tấn kích. Trong khi ấy, tiểu đoàn 4 từ quân lục chiến, hành quân vào trận địa không có phi cơ, lẫn pháo binh yểm trợ. Nơi xảy ra trận đánh nằm ngoài tầm pháo binh 105 ly tại Phước Tuy, Bà Rịa. Cuộc tiến quân dè chặt của hai cánh quân đầu, chỉ phát hiện một vài cán binh Việt Cộng thấp thoáng trong vườn cao su bỏ hoang với cỏ tranh cao ngang ngực người lớn. Các sĩ quan đại đội trưởng phải kềm quân không cho rượt đuổi sợ địch dụ vào ổ phục kích. Giữa vườn cao su già Quảng Giang, trung đội do thiếu úy Nguyễn Văn Hùng vừa tốt nghiệp khóa 19 võ bị, chỉ huy đã ngã gục dưới làn đạn của địch nằm rải rác dài một hàng ngang của đội hình đang xung phong. Tiểu đoàn ra lệnh dừng quân bố trí, chờ trực thăng đến tàn thương và lấy xác. Lúc ấy, vào khoảng 2 giờ chiều, ngày 31 tháng 12 năm 1964. Độ một giờ sau, một chiếc trực thăng Hoa Kỳ từ Vũng Tàu bay lên đáp xuống ở bìa rừng. Họ chỉ nhận bốn tử thi người Mỹ rồi cắt cánh. Còn lại mười mấy xác của thủy quân lục chiến Việt Nam đều được gói trong bông xô chờ chuyến bay khác đến. Mãi đến bốn giờ chiều, sốt ruột vì chờ đợi, thiếu tá Nho đã cho lệnh đại đội 3 và đại đội 2 còn lại trở về làng Bình Giả. Công tác chuẩn bị vừa xong thì đợt pháo đầu tiên rớt xuống vị trí của tiểu đoàn 4, ầm ầm đạn nổ cả trên ngọn cây cao su làm gãy cành đổ xuống ở phía trước trục tiến quân bộ chỉ huy tiểu đoàn gồm thiếu tá nho đại úy hoán và y sĩ của tiểu đoàn trương bá hân vội di chuyển về phía làng bình giả nhưng đã quá muộn vòng vây của việt cộng bên ngoài đã khép kín tiểu đoàn trưởng và viên y sĩ tiểu đoàn trúng đạn ngã chết tại chỗ Tiểu đoàn phó bị thương ở ngực Được người lính gốc nùng Vực cõng lên lưng Với khẩu súng trường Và chiếc ba lô lủng lẳng trên hai tay Anh đã cõng người chỉ huy Chạy thoát về đến tận làng Bình Già Khi đặt đại úy hoán xuống Người hạ sĩ này Mới phát giác Ông đã chết từ lúc nào Trong thương tiếc đau đớn anh đã quỳ xuống một bên xác của cấp chỉ huy cả tiếng đồng hồ. Tại trận địa rừng cao su Quảng Giang, sau đợt pháo mở màn, quân Việt Cộng reo hò sung phong trong tiếng kèn thúc quân dục dã từ tuyến đầu của đại đội 1 và đại đội 4 thuộc tiểu đoàn 4 thủy quân lục chiến. Do việc dừng quân bố trí tạm thời, quân lính thủy quân lục chiến chỉ ẩn sau từng cây cao su trên mặt đất, một số đã bị thương vong sau đợt pháo mở đầu. Phòng tuyến của đại đội 4 bên mạng Bắc đã bị xuyên thủ. Từ trên đồi, trong vườn cao su, trung ý toàn, thế quân Việt Cộng lẫn lộn cả lính mặc quân phục chính quy Bắc Việt với cây lá ngụy trang cài trên người chạy lấp xấp. Dù vậy, Việt Cộng đã ngưng súng kích, để nã pháo vào vị trí của đại đội 1 và mở cuộc xung phong lần thứ ba nhưng không chọc thủng được phòng tuyến của quân lính nằm rải trên đồi dưới áp lực của việt cộng các binh sĩ đại đội 3 đành phải rơi những xác chết của các đồng đội và kéo rốc lên đồi để tăng cường phòng tuyến của đại đội 1 trên đường đi thiếu úy huệ đại đội trưởng và thiếu úy Dương Hoành Sơn, đại đội phó đã bị trúng đạn tử thương tại chỗ. Phòng tuyến của đại đội 1 cũng được nối dài ra tận bìa rừng giáp với vườn cao su. Trong lúc ấy, đại úy Khúc, sĩ quan được điều đến quan sát chiến trường của sư đoàn 3 tiểu quân lục chiến Hoa Kỳ đã bị trúng đạn ở đùi. Trung úy đại đội trưởng đại đội 1 lấy băng cá nhân cột vết thương rồi gọi người lính cận vệ là binh nhất nguyễn văn hai giao phó việc đưa đại úy khúc tìm đường về làm bình giả trước sau này được biết binh nhất hai và đại úy khúc đã ra khỏi trận địa an toàn sau đó và đã bị vòng vây thứ nhì của việc cộng trận bắt sống ở bia rừng trong lúc bị dẫn giải ban đêm, binh nhất hai đã tự cởi trói, một mình chạy thoát về lại làng Bình Giảng ngay ngày hôm sau. Tin tức được Hà Nội xác nhận vào ngày trả tù binh năm 1973, Đại úy Khúc bị giam giữ luân chuyển ở miền Nam Việt Nam đến năm 1968 đã chết vì bệnh. Trong khi ấy đối với quân đội Hoa Kỳ, Đại úy Khúc vẫn được thăng cấp lên trung tá cho đến ngày được xác nhận đã chết. Tại mặt trận, sau ba đợt tấn công bất thành, Việt Cộng đẩy mũi nhọn công kích từ phía sau lưng phòng tuyến của đại đội 1 và đại đội 3 còn lại. Người xạ thủ súng không giật, 75 ly sống sót, đã tự một mình nạp đạn và nản liên tục vào hàng ngũ quân Cộng sản khiến đội hình của họ nhiều lần tan vỡ rối loạn được biết sau này người hạ sĩ xạ thủ này đã một mình vác khẩu đại bác 75 ly không giật chạy thoát về đến làm bình giả vào rạng sáng ngày 1 tháng 1 năm 1965. Phòng tuyến của đại đội 1 vẫn giữ vững trước nhiều đợt xung phong của Việt Cộng cho dù một số lớn quân sĩ đã bị thương vẫn nằm nguyên tại chỗ. Y tá đại đội Nguyễn Em đã bất chấp hiểm nguy xông xáo trong màn lửa đạn, chạy quanh lo cấp cứu đồng đội bị thương. Cuối cùng, anh cũng ngã xuống trước lần đạn dày đặc của quân thù. Sau gần hai tiếng đồng hồ giao tranh ác liệt, màn đêm chợt phủ chụp xuống khu rừng già và vườn cao su quảng giao. Trong thời gian ấy, khi quỳ gối thủ thế bắn, Trung ý đại đội trưởng đại đội 1 đã sử dụng khẩu AR-15, lần đầu tiên được Hoa Kỳ đưa đến thử nghiệm tại chiến trường. Tỉa hạ gã gục từng tên lính Việt Cộng chạy lúp xúc với cây lá ngụy trang dắt trên người. Anh đã bị trúng đạn vào bắp chân phải nhưng không còn băng cá nhân để rịt vết thương hơn nữa anh cũng không còn đầu óc đâu để bận tâm đến vết đạn khi trời đã tối sụp trong bóng đêm đạt lửa của cả hai bên xuyên xỉa như mưa lưới một số hạ sĩ quan và binh sĩ từ trên tuyến đầu của đại đội đã rút về quanh bộ chỉ huy và cho biết hầu hết quân sĩ đã nằm gục chết tại tuyến phòng ngự. Luôn cả bốn sĩ quan trung đội trưởng, trung sĩ nhất Nguyễn Văn Khiên, trung đội phó, vừa nhìn quanh kiểm điểm vừa nói, đại đội của mình chỉ còn hơn một chục người rút về quanh đây thôi. Trung úy Toàn cho lệnh tất cả sẵn sàng để cùng nhất loạt đứng lên, mở đường máu, thoát ra bìa rừng về hướng làng Bình Giả. Tất cả vừa chạy vừa bắn, và ném lựu đạn bừa tới phía trước. Còn lại, theo chân đại đội trưởng chỉ còn binh nhất Nguyễn Văn Khanh mang máy truyền tin liên lạc cấp đại đội và hạ sĩ Nguyễn Tú hiệu chính viên cấp tiểu đoàn. Vừa chạy căng nhắc do bị thương, vừa bắn về phía trước gần đến bìa rừng. Trung úy Toàn lại bị thương lần thứ hai trên đùi phải, khiến phải lao trao ngã sấp xuống. Đồng thời hạ sĩ Tú kêu hức một tiếng cụng té xuống theo. Dưới ánh lửa đạn, Trung Y Toàn vội tháo máy truyền tin trên lưng hạ sĩ Tú rồi nả xuống phá hủy. Bình Nhất Khanh vội ngồi thụp xuống một bên Trung Y Toàn hốt hoảng hỏi. Sao mai có sao không? Sao mai có sao không? Để tôi cõng sao mai chạy trung ý toàn xua tay nói lớn tôi bị thương nặng lắm thôi chú chạy đi về làng bình giả để mặc tôi nhưng binh nhất khanh khẩn khoản tôi không bỏ sao mai được đâu để tôi ráng cõng sao mai đi đại đội trưởng đại đội 1 đã quyết định với tay đẩy xua binh nhất khanh và nói trong tiếng súng nổ ran không ngừng của tiền quân cộng sản chạy đi chạy đi Nghe tiếng chân chạy lẫn tiếng réo gọi lao sao của Việt Cộng Trung Ý Toàn nằm úp mặt xuống giả chết bên xác đồng đội Vừa đúng lúc một tên Việt Cộng ôm khẩu tiểu liên K50 chờ tới Dùng chân đạp vào người Trung Ý Toàn Rồi nổ một loạt súng kết liệu Một viên đạn sớt qua ngực trái Nằm cháy xém áo trận của trung ý toàn anh vẫn cố trấn tỉnh nằm im giả chết lúc đó quân cộng sản gọi nhau ơi ới rút quân bỗng chốc tiếng súng ngưng mặt trả lại sự thanh tĩnh của rừng núi về đêm tiếng côn trùng rên rỉ vang lên thay tiếng súng sau đó trong hai ngày và ba đêm với hai vết thương được băng bó Chú Nguyễn Toàn ôm khẩu súng AR-15 và một băng đạn còn lại, đã bò xuyên rừng về đến phía ngoài cổng vào hướng đông của lòng Bình Giả, một mình trơ trọi. Hai vết thương đã ung thối vị dòi và kiến bu đầy đặc. Rạng ngày 1 tháng 1 năm 1965, tại làng Bình Giả với tiểu đoàn 30 bị hao hụt, và tiểu đoàn 38 biệt động quân. Trung úy Nguyễn Đằng Tống đã cùng Trung úy Đỗ Hữu Tùng gom quân sống sót của tiểu đoàn được xích soát hơn 100 tay súng. Họ đã phối hợp lập vị trí phòng thủ chờ quân tiếp viện. Dù không còn có dấu hiệu hoạt động của Việt Tổng quanh quần, tiểu đoàn năm nhảy dù thuộc lực lượng tổng trừ bị của quân đội miền Nam đã được trực thăng vận xuống bình giả Rạng sáng ngày 3 tháng 1 năm 1965 Trong vườn chối ngoài miền làng Trung ý toàn nhận diện ra quân bạn Đã lên tiếng kêu gọi Nhưng cổ họng bị tắt tiếng Khiến anh phải đập ầm ĩ vào thân chuối Tiểu đội nhảy vô tiền phong Đã xông vào bế xốc anh ra có người lính nhảy vô bột miệng nói Thằng lính thủy quân lực chiến này còn cả súng bên người nữa Một người khác khi cúi xuống vực chung mũi toàn lên Đã la hoảng lên Úi giời ơi, vết thương của nó thối quá Thối như mùi chuột chết khi được trực thăng chuyển về quân y viện Đại Hàn tại Vũng Tàu, người hạ sĩ quan trưởng văn phòng đại đội 1 cũng không nhận ra được viên sĩ quan đại đội trưởng của chính mình. Dù ông đã len lỏi qua đám đông của vợ con lính thủy quân lục chiến Đến tận chân người nằm trên chiếc cáng Do lính quân y Đại Hàn tải đi Gương mặt của đại đội trưởng đại đội 1 Đã bị bụi gai chằng chịt của cây mắc cỡ Cào nát với những bếp ngang dọc của máu bầm đen Nói không ra tiếng Trung ý toàn đã ra hiệu xin tờ giấy và cây bút của một nữ trợ tá điều dưỡng Đại Hàn là Trung úy Trung Đô Linh để tự giới thiệu mình bằng anh nữ. Tôi là Trung úy Trần Ngọc Toàn, số quân 60A 701163 thuộc tiểu đoàn 4 thủy quân lục chiến, bị thương ngày 31 tháng 12 năm 1964 tại Bình Giả. Xin nhờ thông báo cho đơn vị của tôi. Cảm ơn và kính thưa quý vị bài viết thứ hai cũng của ông trần ngọc toàn là trận bình giả 1964 nhiều người cứ nghĩ trận bình giả là một trận đánh bình thường nhưng thật sự đây là một mặt trận do việt cộng chủ sướng từ giữa tháng 12 năm 1964 cho đến ngày 31 tháng 12 năm 1964 sau ngày Tổng thống Ngô Đình Diệm bị sát hại. Lúc bấy giờ, Trung tướng Cao Văn Viên là tư lệnh quân đoàn 3, trong khi Đại tá Linh Quang Chiêu làm đặc khu trưởng đặc khu Long Lệ. Dân chúng sống trong ấp chiến lược bình giả là dân thanh hóa nghệ tĩnh, có tinh thần chống cộng rất cao. Di cư vào Nam năm 1954, Sứ đạo này được bố trí ở một vị trí chiến lược, chặn ngay con đường xâm nhập của Việt Cộng chuyển hàng từ Bắc vào Nam. Từ trước đến nay, không có tên du kích Việt Cộng nào dám hẻo lánh đến làng. Nhưng đối với đơn vị lớn của Cộng sản thì đây là mục tiêu cần loại bỏ. Do đó, năm 1960, Việt Cộng đã thành lập sư đoàn 9 do Trần Đình Xu chỉ huy với ba trung đoàn khu 760, 761, 762 khi chúng bắt đầu xâm nhập miền Nam. Lợi dụng tình hình chính trị bất ổn ở Sài Gòn sau khi Tổng thống Diệp bị đảo tránh. Ngày 1 tháng 11 năm 1963, Việt Cộng đã dùng cả trung đoàn khu 760 chiếm trọn làng Bình Giả. Vào trung tuần tháng 12 năm 1964, Tiểu đoàn 4 thì có lục chiến là đơn vị trừ bị cuối cùng của quân đoàn 3. Được trực tăng vận đổ vào mặt trận từ Biên Hòa. Phối hợp với hai tiểu đoàn trừ biệt động quân để tái chiếm bình giả. Dù không có pháo binh nhưng nhờ trực tăng võ trang của lục quân Hoa Kỳ từ Vũng Tàu bay lên yểm trợ. Tiểu đoàn 4 thì có lục chiến cùng với tiểu đoàn 33 biệt động quân đã tái chiếm làng bình giả đẩy lui và gây thiệt hại cho một trung đoàn Q-760 của Việt Cộng. Đêm 30 tháng 12 năm 1964, lực lượng Việt Cộng lại tấn công làng Bình Giả, góc phía đông nam, nhưng cũng bị đẩy lui với tổn thất. Khi yểm trợ, một chiếc trực thăng Hoa Kỳ bị bắn rớt trong vườn cao su Quảng Giao, cách Bình Giả 3 km đường chim bay. Sáng ngày 31, đoàn 4 thì có lục chiến được lệnh vào rừng cao su tìm lấy xác phiên đoàn trực thăng Hoa Kỳ, gồm hai sĩ quan và hai hạ sĩ quan. Với tin tức do cha sứ đạo cho biết, có cả hai ba trung đoàn Việt Cộng quanh vùng. Thứ tá tiểu đoàn trưởng Nguyễn Văn Nho từ chối không cho đơn vị giữ quyền và mục tiêu nếu không được pháo binh và không quân yểm trợ. Lúc này quanh Sài Gòn, sau vụ đảo tránh 1 tháng 11, 1963, mấy vị tướng đã bỏ mặc chiến cuộc cho các sĩ quan dưới quyền, vốn chẳng biết gì chiến trận điều quân khiển tướng. Cuối cùng, cho áp lực từ Bộ Tổng Tham mưu, tiểu đoàn 4 thử quân lục chiến phải hành quân vào khu vực tìm bốn tử thi Hoa Kỳ. Dù không có pháo binh và không quân yểm trợ ngoài trực thăng của Hoa Kỳ, khi tìm thấy xác trực thăng và viên đoàn tử thương Hoa Kỳ chỉ nhận bốn xác của mình và từ chối bốc 12 tiểu đoàn lục chiến thử thương khi vào trận. Trong khi chờ đợi tại thương, vì cộng điều động quân bao vây tiểu đoàn 4 tiểu đoàn lục chiến giữa rừng cao su Quảng Điền. Tôi bảo người lính mang máy truyền tin của đại đội cứ chạy về làng Bình Giã, vì tôi bị trúng hai phát đạn vào chân phải. Sau đó, Tôi đã bị một tên Việt Cộng nổ súng bồi thêm để chắc chắn kết liễu được mạng sống của tôi. May mắn, tôi thoát chết khi đạn trượt qua sườn bên trái của tôi, chỉ làm cháy phòng da. Dù bị thương nặng, tôi còn giữ được khẩu súng AR-15, mới được đưa qua thí nghiệm khi thủy quân lục chiến còn dùng Garand cabin. Tôi nằm yên chờ trong đêm tối đến khi Việt Cộng rút đi yên ắng. Dưới ánh sáng lập rè của trái sáng thả từ máy bay vào vùng, tôi lần mò trong rừng rậm, nhắm hướng làng bình già bò tới. Tôi đã thử đứng lên, nhưng không được, cho hai vết thương xuyên đuổi bên phải. Suốt thời gian súng nổ trên đầu, tôi chưa thấy sợ hãi là gì. Đầu óc của tôi còn rất tỉnh táo, nhưng tôi không hề thấy đau đớn vì quá bận tâm làm sao sống sót để gặp được quân bạn lúc quỳ gối bắn việt cộng khi chưa bị thương tôi bị một phát đạn khoét qua bắp chân phải thấy có nước ấm ấm chảy xuống chân tôi chỉ đưa tay sờ qua máu đỏ đã ướt bàn tay nhưng tôi cũng mặc vì việt cộng đang sung phong trước mắt đến khi đại úy peter cook sĩ quan chỉ quân lục chiến hoa kỳ từ sư đoàn 3 chỉ quân lục chiến hoa kỳ bên okinawa quả quan sát mặt trận Bị đạn trúng vào đùi Bỏ đến gần Tôi liền lấy miếng băng cá nhân siết chặt vết thương cho ông ta Lúc ấy tôi là trung úy đại đội trưởng đại đội 1 Của tiểu đoàn 4 thủy quân lục chiến Vừa mới 25 tuổi đời Liền ngay sau đó Tôi gọi người lính cận vệ là binh nhất Nguyễn Văn Hai Chỉ hướng và ra lệnh cậu này dìu đại úy khúc về làm bình giả theo đường rừng. Trong đêm tối mù mịt giữa núi rừng, chỉ còn tiếng côn trùng kêu rả rích. Tôi bò xuyên cây cỏ rậm rạp về hướng làm bình giả dưới ánh hỏa châu. Khẩu súng AR-15 đã được lên đạn và khóa an toàn. Nếu bị địch phát giác, tôi phải hạ ít nhất một vài tên. Độ một tiếng đồng hồ sau, tôi chợt gặp một đường mòn. Đã khá mệt nên tôi bò theo đường mòn một lúc, cho tới khi bắt gặp một gói cơm vắt trong bao vải. Tôi đoán là của bọn Việt Cộng đánh rơi khi lên bao vây. Sực nhớ con đường mòn dẫn về phía tây nam. Tôi vội rời khỏi con đường, băng rừng bò về phía làng Bình Giả ở hướng tây. Có lẽ khoảng nửa đêm, tôi một con suối nhỏ nước cạn dưới chân đồi. Tôi nằm lại ăn hết gói cơm vắt rồi cúi đầu uống nước suối sau đó tôi cởi áo một tay nâng khẩu súng khỏi mặt nước rồi dùng một chân và một tay bò xuyên qua con suối tiếp tục bò lên ngọn đồi một lúc tôi chợt nghe nhiều tiếng bánh xe bò lọc cọc văng vẳng trong đêm tối tôi bò sát gần đường có dấu xe bò nằm lại nghe ngóng không bao lâu một đoàn xe bò nối đuôi nhau đi về hướng Tây Nam với một số lính Việt Cộng hộ tống. Dưới ánh sáng Hòa châu, tôi thấy trên xe chất đầy xác chết lên tận nóc thành. Có lẽ là bọn Việt Cộng tử thương trong trận bình giả. Tôi đếm được 6 chiếc xe bò. Từ đó tôi nằm thiếp đi một lúc. Khi tỉnh giấc trời vẫn còn mờ sáng. Thế là tôi tiếp tục bò về hướng bình giả. Ngoài bìa rừng là một bãi cỏ lau cao quá đầu người nhìn xa lên phía đồi cao Tôi thấy hàng rào làm bình giả cuối tầm mắt trên không trung chiếc máy bay quan sát l 19 đang đảo qua đảo lại quanh vùng nghe yên lặng chắc phe ta đã làm chủ tình hình tuy vậy tôi vẫn thủ thế bò từng khúc ngắn có khi mệt quá tôi nằm gục xuống thiếp đi nhưng luôn thủ chặt khẩu AR-15 trong tay. Tôi không nghĩ, không nhớ đến ai, ngoài người mẹ yêu dấu của tôi đã qua đời khi tôi lên 9 tuổi. Tôi nhớ những người lính gan dạ và thiện chiến của tôi đã ngã gục ngày hôm trước. Họ đã từng sống chết bên tôi trong lửa đạn. Cứ thế lại qua một đêm, tôi không dám bỏ ra phía đường sợ vì cộng còn ở lanh quanh dù không ăn uống thêm một ngày với ba vết thương trên người tôi vẫn vững chí hướng về bình giả nhất định tôi phải sống thời gian lặng lẽ trôi qua tôi cố sức bò đến gần cổng đông làng bình giả rồi dừng lại vì tôi không dám vào sát hơn sợ bị bắn do ngộ nhận sau đó quá nửa đêm tôi bò xuyên qua đường trải đá lẩn vào khu vườn chuối Năm nghỉ, chờ đến sáng. Cuối cùng, tôi gặp được quân bạn vào sáng ngày 3 tháng 1 năm 1965. Tôi là người duy nhất sống sót vào ngày thứ ba sau trận đánh Bình giả Đến nay, đã hơn 52 năm trôi qua, tôi vẫn còn sống sót sau cuộc bể dâu, nước mất nhà tan, bị đọa đầy qua nhiều trại giam khổ sai cộng sản. Tôi không chỉ viết lại cho con cháu mà cho cả các thế hệ Việt Nam sau này muốn nhìn lại lịch sử để rút ra bài học cho chính mình. Tôi đã kể lại tất cả điều này trong cuộc phỏng vấn với nhà nữ đạo diễn phim tài liệu Hoa Kỳ Linh Novick trong tập phim The Vietnam War Chiến tranh Việt Nam trình chiếu trước công chúng vào trung tuần tháng 9 năm 2017 để vinh danh cuộc chiến đấu chống cộng của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Cảm ơn quý vị đã nghe. Phạm Ngọc Toàn, khóa 16, Trường Võ Mỹ Quốc gia Việt Nam